Είτε ο Μόστος που κοινωνώ και με όλα σε φράξη ενώ παλιά διουνάει τα ισέγια και ούτε έχω και μου χρόνο rất là thoải mái và thư giãn, giúp các em rất nhiều. Sau này nếu mà các em có vợ hoặc là có em thì thầy sẽ dạy các em mà tập làm anh hai cái. Trời ơi, lại là buổi học trông trẻ hả thầy? Đi coi cái hàng nhóc cháu của thầy. Trời ơi, em không thích làm anh hai đâu. Đi coi mấy đứa con nít đó phức tạp lắm, không chịu đâu thầy ơi. Trời đất ơi, các em thì là không có tinh thần trách nhiệm gì hết. Không nói nhiều, chúng ta phải học cái bài này nha. Rồi, đi ra đi, thằng Herobrine cũng biết. Xin chào các anh, em là cháu của thầy Herobrine. Bây giờ nhiệm vụ của các anh là phải chiều lòng em. Nếu mà không chiều lòng là em cũng chín cúc á. Trời ơi, không có nội ơi, nó mới giờ mà nó đòi cũng chín cúc tụi mình rồi. Cái này là hơi căng rồi đó. Thôi để tao lên, tao thử chơi với thằng này coi. À, có đòi bế không em? Anh bế em nha, anh chỉ biết mỗi chiều này. Không, không, nhưng mà anh bế em, anh phải xoay vòng vòng cơ em mới chịu. Không được, là anh cổng đi, đúng rồi, anh cổng nha. Trời đất ơi, đàn ông con trai dữ quá vậy, em không chịu đâu. Anh phải bế em xe vòng vòng cơ, bằng không là em đi cũng chỉ cúc Ripper này. Thôi chúng ta sẽ kết thúc cái buổi học. Các em đừng quên đăng ký kênh Monster TV để